Vâng, chúng ta đến với chung kết đầu tiên của Nguyễn Ngọc Minh Trùng ở trong vòng thứ 1/16 này. Anh được bị dẫn trước 2-0. Liệu rằng anh có rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-2 hay không? Chúng ta cùng chờ đợi. Trận đấu này thì Nguyễn Văn Loan là người cầm Pabran. Soi tham cái Loan ơi. Soi tham cái. Ban AC à? Vâng, như vậy là chém tuyển đối đầu với cung tuyển. Bên phía bên kia là người cầm Asian. Asian đối đầu với Pabran. Chém tuyển cùng tuyển, một kẻ đấu cân. Yeah.
Alo, vâng, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này, kèo đấu Pan AC, Pan của Đông Lêm và AC Ran của thủ Minh Trung. Tham lai của Pan hiện tại đang là 30. Một trận mà dường như AC Ran đánh chém và Minh Trung là người reside. Tỷ số đã định đó là 3-0 dành cho Nguyễn Văn Loan tức Đông Lêm. Và sau vòng thi đấu này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với vòng thi đấu nữa. Vòng thi đấu 1-8 và sau vòng 1-8 chúng ta sẽ nghỉ và ngày mai sẽ đấu tiếp. Các bạn đã chờ 10 phút để đến với các vòng đấu tiếp theo.